Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin tức giờ xin biết, Lý Dịch Phong nên duyên cùng Đàm Tùng Vận trong dự án mới, giá trị thương mại của Điện lệ Nhiệt Ba đạt đỉnh lưu trong dàn sao nữ. Tin tức giờ xin biết ngày hôm nay liên quan đến dàn sao hoa ngự đình đàm khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. 1. Định luật tình yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải đến nay vẫn chưa có lịch phát sóng. 2. Trường tương tư của Dương Tự và Trương Vạn Ý có thể sẽ có 50-70 tập, chia làm 2 phần lên sóng. 3. Tiểu thuyết Thuở Niên Thiếu Không Thể Quay Về Ấy của Đồng Hoa đã được cải biên thành phim, diễn viên chính Tạm Định, Triệu Kim Mạch, Hồ Tiên Hú, Đặng Ân Hy, Lưu Vũ Hằng, Lưu Diệu Văn và xuất đặc biệt biểu diễn của Bạch Vũ Phàm. 4. Lý Dịch Phong và Đàm Tùng Vận khả năng sẽ hợp tác trong một bộ phim điệp chiến. 5. Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu, Thanh Nghị, Tăng Thuần Hy sắp khai máy. 6. Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử, Thanh Nghị đóng chính sẽ lên sóng vào quý 3. 7. Dương Tử trong khoảng thời gian này đã đẩy rất nhiều show tập kỵ đi do lịch trình quá dày đặc. 8. Châu Thâm và Máu Bất Dịch quả thực tồn tại một chút quan hệ cạnh tranh, dù sao cũng đều là hai ứng viên đứng đầu trong thị trường OST. Hai đoàn đội trước âm thầm phân cao thấp, nhưng bản thân nghệ sĩ lại không có mâu thuẫn gì. Hai người tính cách tuy khác biệt nhưng đều không phải loại có tính cạnh tranh ác liệt. 9. Cạnh Điểm sắp đóng cặp với Phùng Thiệu Phong. 10. Giá trị thương mại của Điện lệ Nhật Ba bây giờ đạt mức cao nhất trong các sao nữ. Hơn nữa, đoàn đội đối với phương diện kiểm soát tài nguyên cũng vô cùng nghiêm ngặt. 11. Gần đây của Lý Dịch Phong bị theo dõi. Rất nhiều tin tức của anh bị tiết lộ trên các diễn đàn. 12. Bộ phim Tình Anh Công Tố của Điện lệ Nhật Ba sẽ đóng máy trong tháng 6. 13. Đoàn đội của Lưu Hạo Tồn giờ không dám phách lối như trước, hiện thật thà lấy tài nguyên, chậm rãi dựa vào tác phẩm mà cải thiện danh tiếng. 14. Triệu Lệ Dịn 2 năm qua quay không ít phim, nhưng phần lớn đều chưa phát sóng, bản thân cô ấy cũng không nhàn rỗi, hết việc này tới việc khác, mấy năm nay cô ấy rất coi trọng bản thân, chính là muốn nỗ lực cho sự nghiệp của cô ấy. 15. Quốc Tình Y đã ký kết hợp tác chiến lược với Đài Hoa Quả. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.